Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Một chiều mưa ai đã hẹn hò, mong ước tìm cô gái xuân xưa cho vơi bao niềm nhớ. Hỏi thăm nàng xuân đã về chưa. Về rồi. Trời ơi, thiệt chết luôn vậy đó. Em để cái chậu ở đó cho cô đi. Ừ, cảm ơn em. Trời ơi, trời, nàng sưng gì về thấy hết sưng luôn hả? Bà đi đâu giờ này mới về? Đi ra chợ mua tắc nè. Mua tắc sao giờ này mới về? Chàng có lợi nó đâu. Sao vậy? Chàng ra đường qua Nguyễn Huệ mua tắc, nó vừa nhào vô, tao nói nó lấn, nhào vô cái nó lấn. Mà dính cái con nào mà cái nách nó chua dễ sợ nó chà, mà không có cách nào ngóc đầu vậy nổi. Trời ơi, bà chui ở đâu không chui, bà chui vô trong nách nó làm chi rồi bà nói. Nó nghẹt người ông ơi, không còn thấy ra mà mua tắc giống như là kiểu cho không vậy, nó giành, nó giật. Trời đất ơi, quay qua quay lại định lựa thêm chậu thứ ba, cái giờ dòm lại hai chậu kia nó lặt mẹ hết trơn, không còn một cái tắc. Ta Tết nhất ta bán chợ qua chợ Tết thì đi mua sớm sớm đi, cái tắc á cứ đợi tới giao thừa mới xúm nhau đi. Có tiền quá cho người ta đi, người ta khỏi mua đồ xeo. Dòm cái bộ đồ đi ăn bẩn có ra cái gì hết trơn á. Trời, tiền thì không đưa thì người ta phải canh đồ xeo người ta mua. Gần tới giao thừa nó bán không được, nó đổ đóng thì nó mới bán rẻ. Nè, đừng có chê tôi ở nhà này có gì cho tiền bạc tôi đưa bà hết. Còn đồ á là con cái nó cho làm sao, bận vậy. Nhìn mình có ăn bận ra gì không mà nói người ta. Con nó lo thì y như ông thôi, con nó lo sao bận vậy, bớt ý kiến nó không lo nữa bây giờ. Nhắc tân nhỏ con mình mới lo. Tôi có linh cảm là nó không có cảm giác với đàn ông ơi. Thiệt lo cho nó quá. Sao tới tuổi này mà rồi mà nó không có dẫn bạn trai về nhà vậy ta? Cái chuyện mà nó mà không có cảm giác với đàn ông tôi nghi do gen nha. Gen bà đó. Ủa, tôi không có cảm giác với đàn ông, sao tôi đến với ông đi tôi đẻ ra nó ăn nói gì kỳ vậy? Từ hồi có nó tới giờ nó có còn cảm giác gì đâu. Chị mắc cười quá. Nói không coi lại mình. Sao? Từ cái ngày đẻ nó ra là đời con gái là đúng một lần đó, tới bây giờ không được thêm một lần thứ hai. Tôi cũng muốn cày ruộng, nhưng mà đất đai nó màu mỡ thì tôi mới cày được. Đất đai vậy chưa màu mỡ hả? Thế coi là cái máy cày của mình có rỉ có ten không mà nói đồ ruộng người ta. Rồi đi, rồi đi. Tới ngày chê ta không hả? Cái đời mình không nói làm gì. Lo là lo cho nhỏ con mình nè. Năm nay á cũng 30 tuổi đầu rồi, ít gì đâu. Con mình nó 39 tuổi rồi cha. Hả? Làm cha làm mẹ mà không nhớ nhung gì hết trơn hết trọi. Nếu mà Tết năm nay mà nó không mang một thằng nào về nữa thì có nghĩa là Tết này con mình nó ế nữa rồi. Thương nó quá, khổ ghê vậy đó. Nó về kìa. Ê, 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 nó về, nó về. Còn nhớ tới mình hen. Ngày hôm nay là 30 Tết. Con biết á là ba rất là thích ăn vịt quay. Trời ơi, nó nhớ bà ơi. Vừa chắc đâu. Cho nên con có mua vịt quay cho ba nè. Đây chưa, nó có mua kìa. Mà con để quên ngoài chợ rồi. Thấy chưa, con tao tao biết mà. Cho nên là con có sửa sai bằng cách là con mua một món má rất là thích, đó chính là heo quay. Mà heo mắc quá cho nên con cũng không có mua luôn. Thấy chưa, nói vậy thôi chứ 30 Tết mà phải có chứ. Ba má đợi con xíu nha. Rốt cuộc cũng có, nó cũng cúng cho ăn bà ơi. Tới rồi, đi đi xuống đây ăn. Trời ơi, có ăn rồi, có ăn rồi. Nó cúng gì bà, nó cúng gì? Nè, trứng cút nè, ăn cho đỡ no. Nhỏ này thiệt, riết cúng mà cúng trứng cút. Cúng trứng cút mà không cúng muối tiêu lấy gì ăn. Xưa ăn muối quá cao huyết áp chết, mà giờ cũng đòi chấm muối tiêu nữa thiệt.
Mà kệ đó, tôi thích vậy đó, lạc lẽo tôi ăn được. Ba, hồi xưa ba mất là tại vì cao huyết áp do ăn mặn nhiều quá, cho nên là con không cúng muối tiêu cho ba. Gì ta? Cúng ba gói đường nè. Giờ nó ship xuống lẹ lắm. Nó để lên bàn thờ là cho nó gửi bới liền hả? Bới liền. Nó nhớ là ba nó chết vì cao huyết áp là do ăn mặn, mà nó quên má nó chết là do tiểu đường chứ. Nó đưa bịch đường cũng như đường tôi ăn hết tôi chết mà nó cũng nhớ. Nè coi nè, bộ đồ nè. Nó đốt có một nửa thôi rồi nó tạc, tắt xuống có nửa bộ à. Đây là trái ông hết rồi hả? Với gì nữa? Còn áo của ông là khỏi bộ đốt có một nửa thôi đó. Con có mua quần áo và giấy tiền cho ba má nhiều lắm nè. Đẹp không ba má? Lát nữa con đốt xin cho. Giỡn với ba má xíu thôi, chứ không lẽ Tết ta chàng chân cút kỳ. Tết là phải có những cái món ngon ngày Tết. Và một món mà con biết chắc chắn là cả ba với má đều thích. Gì vậy? Dạ? Bánh chưng. Trời ơi, thấy chưa, rốt cuộc nó cũng nhớ. Phải con vậy chứ, ăn liền. Bánh chưng này không biết là bánh chưng hãng gì ha. Bánh chưng này là bạn con nó nói là nhà gói ăn ngon như nhà làm vậy. Cũng đó. Con kỹ ghê chưa. Mà con có nói là Tết là sợ ăn bánh chưng nhiều mập. Nó cam đoan là bánh chưng này ăn không bao giờ mập. Mày về mày kêu má nó ăn thử coi mập không. Bánh chưng làm bằng nếp mà nó ăn không mập. Bà ơi, quảng cáo cũng vừa phải không? Nhiều khi bây giờ nó tân tiến rồi, nó làm công nghệ mới, bánh chưng nó có cái thiết kế không mập. Bánh chưng gói giá trọng hay sao mà không mập? Từ từ đó, con mình nói mình phải tin chứ. Lột ra đây biết à. Bánh chưng lột gì lá không, lột hoài cũng ra vậy nè trời. Bánh chưng gói công nghệ mới đó, ăn không có mập nên ăn lá đi. Bà nội, con cái bánh chưng mà gỡ từ mà mùng 1 tới rằm chưa hết lá nè. Thiệt tình nó gói gì. Trời mẹ. Ăn cái này đúng là không mập thiệt ông ơi. Bánh chưng mà tôi tưởng bánh nậm không. Mỏng lét vậy trời. Ngon lắm phải không ba má? Ngày hôm nay con có một tin vui. Có tin vui bà ơi. Nghe nè. Con có bầu rồi. Bất ngờ chưa? Trời ơi, con biết mày chưa có chồng sao mày có bảo. Con giỡn thôi. Giỡn thôi. Con gái mà nó giỡn vô duyên kiểu này ế là phải bà ha. Chắc con bà. Bất ngờ lắm đúng không? Bất ngờ. Nãy giờ chắc giận con lắm đúng không? Con biết á, trước khi mà ba má mất á, lúc nào ba má cũng lo lắng cho con. Cho nên ngày hôm nay con sẽ dắt người yêu của con về ra mắt ba má. Thiệt không? Ảnh mở xưởng lớn lắm. Sao? À, ảnh là chủ bán bánh chưng này nè ba má. Bánh chưng nhà làm là của ảnh đó. Trời ơi, cái bánh chưng công nghệ mà nó gói như bánh nậm là của thằng đó đó hả? Mà ảnh dễ thương dữ lắm, sở dĩ mà ảnh nghiên cứu ra cái loại bánh chưng ăn không bao giờ mập là bởi vì ảnh rất là sợ mập. Đối với con, ảnh là một người rất là chân thành. Chưa chắc đâu nha, tôi nghe cái điều này không biết thằng này có lừa nó không à. Cho nên là bây giờ đó, con sẽ vô trong con sửa soạn để lát nữa con giới thiệu ảnh cho ba má nha. Đợi con chút xíu nha. Sao tôi lo quá mà như một đứa con nít vậy trời. Bớt lo lại đi, bữa nay phải nghe nó coi mình xuống mình tâm sự. Trời đất ơi, bữa nay vui nè. Chết rồi, bây giờ cái thằng đó nó ra làm sao? Ai vậy? Tới rồi. Ai vậy? Tôi. Trời ơi là trời, sao mà tôi khổ quá vậy trời? Sao kỳ cục vậy? Hả? Sao lì quá vậy? Nói không nghe vậy? Có cái chuyện như vậy thôi mà tôi nói tới nói lui hoài, tôi năn nỉ từng giây từng phút từng ngày từng giờ, tại sao mà coi thường tôi quá vậy? Mà chửi quá. Ngồi xuống uống miếng trà chứ để mệt. Tức quá mà. Chị ơi chị, hối người ta đi đầu thai thì từ từ chứ có gì đâu mà chị làm dữ với chị mạnh bà. Bởi vì tôi là mạnh bà cho tôi mới nói cho mọi người hiểu. Tôi nói mà mọi người không có nghe. Chị ơi, muốn đi đầu thai lắm mà tại không có yên tâm đứa con gái. Trời ơi, nó chưa có chồng. Lúc nào cũng đổi thừa con gái, bộ mình bà có con hả? Chắc người ta tịch đẻ
nói chuyện bà phải lên một quãng 8 vậy bà mới vừa lòng hả? Tại vì lì quá phải nói vậy chứ sao? Tôi nói hoài mà không đi đầu thai. Đi đầu thai sướng muốn chết. Gian díu gì ở trên cái cõi đời này hả? Đây nè, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm tôi nấu cho 2 nồi cháo lú. Mà tôi đi một vòng về vẫn còn một nồi y nguyên. Rốt cuộc ai ăn? Tôi ăn chứ ai ăn? Ai lú? Tôi lú chứ ai lú? Trời ơi. Nhiều khi chị lú là do chị chụp thuốc mê chị sửa nhiều quá nên chị lú chứ mà do cháo nữa chị. Một phân nửa là chụp thuốc mê, phân nửa là do cháo lú. Thở, ngồi thở nè. Mệt quá nè, nào vuốt giận nè. Hứa năm nay đi đầu thai, hứa. Hứa nha. Cho sinh thêm năm nữa thôi, thằng rể nó sắp có rồi. 4 năm rồi đó, 1 năm nữa là đủ nhiệm kỳ. Năm nay là con gái của tụi tôi lấy chồng là tôi hứa. Tôi ăn đám cưới nó xong cái là hai vợ chồng tôi đi đầu thai. Mà năm nay có gia đình nào ok không, đầu thai đi vô cái nhà nào êm, năm nay có gì đặc biệt không bà? Đây có chứ, đặc biệt nè, năm nay là 2020 đúng không? Cái đẻ một cái nữa là số 20 là số đẹp không? Ha, cái số đẹp ha. Là năm nay hơn nè. Hơn nè, có gia đình nào mà có dự định có con không, coi giùm tôi. Có chứ. Vô cái gia đình nào ngon, đầu thai cũng đỡ ha. Tại vì bây giờ nè, con Đông Nghi với ông Cao Thắng, đó, đám cưới rần rộ luôn. Là nó đám cưới nó đãi ở Phú Nhuận á. Phú Quốc mẹ. À vậy hả? Thì cũng là Phú đó. Tôi nghe nói là cái con ông Nhi với thằng Đông Cao Thắng á. Nói gì vậy? Hả? Cái con này mà con ông Nhi với thằng Đông Cao Thắng. Đông Nhi với ông Cao Thắng hả? Không có biết, không biết cái gì. Nhưng mà nó đầu thai vô gia đình nó giàu quá, nhiều khi mình ra mình ỷ lợi lắm. Vô gia đình nào vui vui bình thường thôi để tự lực cánh sinh đồ chứ. Vui vẻ, mình vô nhà nghệ sĩ hài đồ đi. Nghệ sĩ hài nha. Đúng rồi. Vui vẻ đồ đi ha, đặng đúng cười rồi. Đồ đẻ cho nó ngon. Để tôi kiếm cái gia đình vui coi. Nè, Trấn Thành Harry Won. Không được. Sao? Đầu thai vô gia đình đó không được. Sao vậy? Tôi nhìn là tôi có linh cảm không được. Sao vậy? Trấn Thành nó yếu sinh lý. Ông nhìn hướng nào ông biết vậy? Trời ơi, linh cảm của những người đàn ông tôi dòm tôi biết liền. Chắc gì ông đàn ông không mà linh cảm. Ê, đổi đi qua nhìn. Trời ơi, tôi thấy nó giật lộn rồi, nó làm như là trâu bò vậy mà. Cái đó là nó chơi game show. Game show nó giật lộn ngoài đường nó mạnh chứ nó giật lộn trên giường yếu. Yếu lắm hả? Lướt đi, mình lướt gia đình, lướt gia đình này đi. Đằng này mạnh. Ai vậy? Đằng này chuẩn bị lấy vợ. Ai? Anh Đức. Nói vậy, thằng này không biết mạnh hay không mà tôi nghĩ nó tồn lâu lắm rồi, nó da nó mới xấu vậy bà. Cậu thấy hả? Thôi, mình bỏ qua một bên đi, thôi mình kiếm sao đi. Nói chung là cho xin delay lại chút xíu được không? Trời ơi, đi đầu thai giùm tôi đi hai người ơi. Cho tôi xin đúng nửa tiếng đồng hồ. Tôi nói thiệt, tôi cũng muốn đi rồi chứ không phải không, không yên tâm thôi. Bây giờ coi thằng rể ra làm sao. Thấy nó đàng hoàng tử tế là đi liền, không có khất nữa. Đừng có hứa với tôi nữa nha. Hứa. Nửa tiếng thôi nha. Em ra liền. Dạ, em ra liền. Khoe nha, nãy con gái tôi nó khen rể đã lắm. Đây là nhà của em. Cái thằng này là cái thằng mà nó khen ba đì đẹp phải không? Sao cái đầu nó giống cây bonsai vậy? Cái đầu nó là bùi nhùi chùi nồi á. Cái mặt nó y như cái bánh chưng nó gói vậy đó trời. Em bận bịu nhiều việc quá, chưa có kịp sửa soạn gì để đón anh hết trơn. Em chưa sửa soạn mà anh thấy em đẹp lắm rồi đó. Trời ơi, thì cái miệng hả? Nha, cái miệng xạo nha. Anh buồn quá em à. Sao vậy? Công chuyện làm ăn của anh nó phức tạp lắm. Ủa sao vậy? Anh ngồi xuống. À kể cho em nghe đi, sao mà phức tạp? Mấy cái gì mà than là thấy gian lắm. Gian lắm, mặt nó là... Anh sản xuất bánh chưng mà người tiêu dùng không hiểu ý anh. Họ không công nhận cái sức sáng tạo của anh. Em hiểu không? Ủa sao vậy? Cái tiêu chí bánh chưng của anh là anh muốn làm bánh chưng cho người ta ăn được có mập. Dạ. Không? Quan trọng bánh chưng là người ta để chưng thôi chứ ăn là cái gì? Dạ. Mà sao nó mập quá vậy? Mà cuối cùng là người ta chê bánh chưng anh là nhỏ quá, người ta không mua.
Trời ơi, ai mà thiển cận vậy trời. Không có hiểu hết trơn mà em nhớ không, có năm nào mà bánh chưng mà em ăn hết một cái bánh chưng đâu. Trời ơi, khách hàng gì mà ngu vậy trời. Mày mới ngu, mày ngu, mày con gái mà ăn không hết với gia đình. Người ta 4-5 người, người ta phải ăn được như mày. Mày mê trái mày. Bởi vậy anh sáng tạo ra cái bánh chưng ăn không mặn này á, là nói chung là không ai ủng hộ anh. Nhưng mà em yên tâm đi. Em ủng hộ anh, em đúng, thích nó. Cho nên anh quyết tâm là năm sau anh vẫn tiếp tục, tiếp tục làm bánh chưng truyền thống như người bình thường thôi. Tại vì bây giờ là bán mà bây giờ không ai mua hết trơn, anh bán mấy căn nhà rồi anh lỗ quá lỗ. Mày thấy mày gian không? Để tôi tát vào mặt nó. Mày gian. Anh sao vậy? Trời ơi, ai tán mặt anh vậy trời? Ai đâu, ai mà tán vô mặt anh. Thôi em nói nghe nè, chắc là nhiều công việc quá anh mệt đó. Bây giờ anh ngồi nghỉ ngơi đây đi, em vào trong em pha nước cho anh uống nha. Nước gì? Nước chanh, đợi xíu. Cái gì vậy? Trời ơi, trời ơi, trời, trời ơi, nó làm trời, cái gì vậy trời? Cái thằng này, trời ơi, nó ở dơ thấy sợ luôn mà. Trời ơi, nó mất cái mũi kìa. Sao vậy? Dùn mắt luôn rồi. Thấy nó bọt cái tay vô lỗ mũi là mình biết nó chuẩn bị bún rồi. Thì cẩn thận đi, được. Cái gì vậy? Nhiều dữ trời. Vô họng luôn rồi. Trời ơi, nói cho cố vô hạ cái họng vô lớn. Sao bụng rim rim vậy ta? Yên. Chết rồi mà bị viêm xoang là do thằng này. Ăn cái giống gì mà nặng dữ. Bánh chưng không mập. Ý chứ nó thổi vô tụi nó kìa. Tao ở nó lùa nữa. Trốn trốn lên. Thôi thôi thôi, chịu không nổi rồi, lên bàn thờ ngồi bà ơi. Hên quá, nhà không có ai. Ý chết có người chứ ta. Xin lỗi, nãy giờ hôm qua nãy giờ mà không chào. Thôi nhà mẹ không có lớn cái khu vực này nữa nha. Ủa sao tấm hình bé nó không chùi, sao nhìn nó bụi bặm dữ vậy ta. Thôi nha, né xa tao ra nghe, né xa tao ra, buông ra. Nó bị bao tử. Trời thôi, một lần thôi. Cái hình vợ tao mà nó chùi thì chùi thôi, còn bị đặt hà vô nữa hả? Nó đâu có biết nó bị thối. Sao bác trai cũng dơ vậy ta? Tới phiền ông. Chết cha. Nó không tha đâu. Trời ơi. Thượng chưa? Trời ơi. Thượng đi. Trời ơi. Chết, chết rồi. Ủa sao chùa hoài còn bụi hoài ta? Ủa sao nó còn cộm cộm cái gì giống như là hình nó bị chày hay sao? Điên mặt vòng tao rổ chứ cái gì mà chày. Chày mũ nội mày à, mày có chùi cũng không hết chày đó mày. Trời anh ơi. Nước trời chanh ơi, nóng nè, uống liền đi. Muốn chết thêm lần thứ hai. Ôi hơi thở anh thiệt là thơm má. Trời ơi con này nó vô tri rồi. Anh uống có ngon không? Em à, anh nói cho em nghe cái điều này. Từ lúc anh quen em á, dạ, mấy đứa bạn anh á, ai nó cũng nói là tại sao mà anh có thể mà có dùng cái kế nào mà có thể cưa cẩm được em. Anh mới trả lời nó là anh không cần 36 kế, anh chỉ cần kế bên em thôi. Cái này nó kiếm trên mạng nè. Mà cái con điên kia sướng kìa. Ừ. Dạ. Dạ. Trong cái ngôi nhà này chỉ có hai chúng ta thôi. Mình tìm hiểu nhau cũng 2 tháng rồi em. Không mấy bây giờ mình tiến sâu thêm xíu nữa được không? Chưa cưới nhau là không được. Không được đâu. Má em có dạy rằng con gái chưa lấy chồng thì phải biết giữ mình anh à. Bây giờ mình yêu nhau là mình cho được cái gì thì mình cho, hiểu không? Ở đây có 2 người, em ngại cái gì hả? Em ngại cái gì? Trời ơi, em ngại cái gì? Con heo ngọc. Mày đóng lại liền, mày mở ra một cái tao giết mày liền. Bà Mạnh có cách nào cứu nó? Chết cha. Em đau bụng quá, xin lỗi anh, mỗi lần mà em hồi hộp là em bị đau bụng. Mày ăn bánh chưng của nó chi rồi bây giờ mày đau bụng nè. Bây giờ sao mà mày mình nói quá. Cái thằng này rõ ràng là thằng lừa đảo rồi. Ủa alo, anh nghe nè vợ yêu. Cái gì? Con đòi gặp anh hả? Đây, đưa đây, anh nói chuyện với con cho. Con? Thằng lừa đảo. Ba nghe nè con. Ba đi công tác xa bây giờ. Con ở nhà nha, con ở nhà rồi ba về rồi vợ chở hai mẹ con mình đi chơi nha. Mà có cách nào bà báo cho con gái tôi biết chứ con. Nó làm gì vậy? Nó bỏ cái gì chú? Ê! Bà Mạnh ơi! Em ra rồi đây. Trời ơi! Bà có cách nào đi, tôi báo cho con tôi biết. Em mới đau bụng, anh nghĩ là chắc em ăn bậy bạ đó. Em uống ly nước đi ha, chắc nãy giờ em đi chắc cũng mất nước nhiều lắm. Ê! Ủa có con gì trong đây nè? Hình hoa nó chưa uống bà ơi. À con muỗi mà. Con muỗi không sao đâu, con muỗi nó không có dơ. Uống đi. Dạ. Uống đi em. Ê! Trời.
anh cho em ly nữa. Chỉ có bà mới có phép thôi, bà giúp vợ chồng tôi đi. Lại bà luôn á. Một lần này nữa thôi nha. Một lần cuối cùng bà cho tôi hiện ra một lần thôi, tôi báo xong tôi đi đầu thai liền. Nửa tiếng thôi nha. Một phút cũng được. Rồi, hồ biết. Anh chịu hết nổi rồi dạ ơi. Mình quen nhau biết bao nhiêu lâu mà em không cho anh được một cái gì. Anh ơi, em với anh trước khi quen nhau mình đã có giao kèo với nhau là mình không thể nào mình đi quá giới hạn như vậy được. Không sao đâu dạ. Không sao đâu. Dạ. Có khách đến. Để em mở cửa. Dạ. Con gái. Ba má nè. Ba má đây. Có gì vậy? Thằng khốn nạn. Con heo đâu? Mày định hại con gái hả? Gì vậy? Mày muốn gì? Mày tới đây mày định hại con gái rồi đúng không? Hả? Dạ. Nó đang lừa gạt con đó. Con gái ơi, ba má lo cho con lắm, con đừng để người ta lừa gạt, con hiểu chưa? Mày có vợ có con. Ba má, con không hiểu gì hết, tại sao ba má lại có mặt ở đây? Ba má chết rồi mà. Con không cần hiểu, ba má đang bảo vệ con. Chị nổi lên đây. Ba má. Cái gì vậy? Em gặp ác mộng nữa hả? Sao anh có mặt ở đây vậy? Anh nói với em là anh đi công tác mà. Anh đi công tác xong rồi anh đi về, anh tới đây anh thăm em. Anh thấy em ngủ ở trong đây nè. Cửa thì không khóa. Anh vô anh kêu em về, em lại em bóp cổ anh. Em nằm mơ. Em thấy ba má em về. Ba má nói với em là anh lừa dối em. Anh có vợ, anh có con rồi đúng không? Trời đất ơi, em nói gì kỳ vậy? Anh không có thương em. Em qua nhà anh chơi hoài mà không lẽ anh có vợ có con vậy mà ba má anh giấu em? Lúc nào cũng hoài nghi anh. Rồi em suy nghĩ nhiều, rồi ám vô trong đầu em, rồi em nằm mơ em thấy vậy thôi. Đừng lo nghĩ nữa. Anh nói em nghe cái này nha. Em biết mấy bữa nay anh đi đâu không? Anh đi đâu hả? Anh đi tỉnh. Anh mở một cái xưởng. Tết là mình nấu bánh chưng. Còn những mùa không phải Tết là mình nấu bánh chuối, bánh này, bánh kia. Một cái xưởng nấu bánh khánh dạ cho hai vợ chồng. Anh không biết cái này có sớm quá không? Làm vợ anh nha. Anh biết là bây giờ anh không có gì hết. Anh chỉ có một mình em à. Em mà không đồng ý là anh không có gì luôn á. Đại Phú Quốc được không? Phú Nhuận cũng được nữa. Đừng đòi hỏi. Đồng ý đi con. Em đồng ý. Ba má ơi, con có chồng rồi. Chỉ cần có. Bây giờ hai người an tâm đi đầu thai chưa? Đi nha. Ráng hạnh phúc nha con. Ba má đi nha. Đi. Lời nói đầu tiên xin được gửi lời chào trân trọng đến với toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của đoàn nghệ thuật Mưa Ngàn Nơi. Mở cái nhạc cho lâu vô. Xin lỗi quý vị, nói chung là sau một thời gian ế ẩm
đoàn nghệ thuật mưa ngàn nơi trở lại lợi hại hơn bao giờ hết. Với hầu hết những ngôi sao ca nhạc mà đoàn nghệ thuật đã lùng sục khắp bốn biển năm châu để gửi đến cho quý vị khán giả. Kể cũng lạ lắm mà nghe. Nói chung, đoàn chúng tôi Tết năm nay xin được gửi đến quý vị một ngôi sao ca nhạc đã từng nổi tiếng và được trái tim quý vị yêu mến, như ngôi sao ca nhạc Phương Thanh, Lam Trường, Đan Trường. Và đặc biệt là một ngôi sao ca nhạc mà gần đây quý vị yêu, quý vị mến, quý vị ngủ cũng mơ thấy. Đó là một người chị của Phi Thòn, cô của Phi Phụng, dì của Phi Thanh Vân, em của Phi Nhung, ngôi sao ca nhạc Phi Bóng. Dạ thưa quý vị, đây không phải là con Phi Bóng, đây là con Philippines. Nó là con sót vé đoàn em, xin lỗi quý vị. Dạ, đóng màn lại. Thưa quý vị, chương trình xin được nghỉ giải lao trong vòng 5 phút. Trong thời gian đó quý vị hãy ăn bắp, ăn xôi à, trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ trở lại ngay. Xin chân thành cảm ơn. Nghĩ cũng lạ lắm mà nghe. Nghe bà nội mày chứ nghe. Con Phi Bóng đâu rồi? Chưa tới. Trời đất ơi, bây giờ mở màn rồi tao giới thiệu rồi mà nó chưa tới làm sao? Ai mà biết, trời đất ơi, trước khi mở màn thì bà cũng phải nói thông báo chứ. Tự nhiên là bà xóm xác bà rồi như mở màn. Giờ tới giờ rồi, nó đâu bây rồi? Bây giờ để tôi điện điện thoại coi. Mày điện nó coi. Alo, Bóng hả? Cái gì vậy? Nói Phi Bóng thôi, mày nói nó bóng, nó tưởng mày chửi đó, nó không tới bây giờ. Alo, Phi Bóng hả? Bà đang ở đâu? Sắp tới rồi. Sắp tới rồi hả? Đến tới đâu rồi? Còn một cái ngã tư nữa. Còn một cái ngã tư nữa? Trời ơi. Vậy là tới rồi. Ok, nè mà nói chuyện đi. Ừ. Ủa còn cái ngã tư mà sao nó đi điện thoại bàn mà? Vậy là nó ở nhà đó. Nghĩ cũng lạ lắm mà nghe. Trời ơi tao chết. Trời ơi, mày qua mày trục đầu nó vậy liền, con quỷ đó giờ này chắc nó còn ngủ. Để tôi gọi liền. Dạ. Trời ơi chết tao rồi. Trời ơi mở màn rồi bây giờ làm sao? Bây giờ con gái. Má đứng qua đây tôi hỏi chút xíu chuyện coi. Gì vậy con? Má là má ơi. Má là má của con. Má làm vị trí gì trong đoàn này? Bầu. Bầu xô trong đoàn này à. Mà má lăn xê con nào con không biết. Còn con má lăn ở đâu á? Má lăn vô trong tủ không à? Sao má không cho tôi hát? Trời ơi bây giờ người ta mê con Phi Bóng chứ đâu có mê con. Con đâu có ca được. Con cũng phi vậy. Mày vô bếp mày phi hành phi tỏi đi. Ca không có được. Người ta mê con Phi Bóng cái mày ngộ quá à. Ê Phùng mang trợn má tao đi, tao giả vô mặt mày bây giờ. Nói vậy đó. Lúc nào cũng vậy chứ trời. Trời ơi má lại con. Rồi rồi gì không cho con mình chơi là làm gì hết trơn trời. Tới chưa con Phi Bóng, tới chưa? Trời ơi thiệt tình. Bà Bầu. Tới chưa? Bà Bầu ơi tới rồi. Tới đâu ha? Rồi. Mở màn liền. Mở màn liền. Ấy đi. Quý vị, ngôi sao ca nhạc Phi Bóng. Nghĩ cũng lạ lắm mà nghe. Nghe bà nội mày con bóng đâu? Ủa nó mới đi sau lưng tôi mà. Ủa sao mày hỏi tao? Mày đi kêu nó mà. Tôi đưa trước đó sau lưng tôi. Giờ nó đâu? Tôi đâu biết, để tôi gọi. Trời ơi. Alo Bóng ơi, bà ở đâu Bóng? Sắp tới. Sắp tới rồi. Alo con ơi, con tới chưa con? À, nó còn kẹt cái ngã tư nữa. Rồi con tới liền đi con ơi, chết rồi. Ủa cái số bàn hồi nãy mà. Vậy là còn ở nhà. Để chạy kêu lần nữa. Trời ơi mày quá. Mày con điên này. Con gái can được không con? Được. Cái này là cái cơ hội của con nè. Bây giờ cái con Bóng nó làm eo làm tịch quá. Bây giờ con ra con mở màn gì mẹ được không? Được. Con có thuộc cái bài mà năm 17 tuổi mà cái bài ruột của con Phi Bóng không? Thuộc lào luôn. Ôi, bao nhiêu lâu nay ta không biết. Má giới thiệu đi, tôi ta hát cho má coi. Nha. Ừ. Trời ơi, mừng quá. Dạ, kính thưa quý vị,
Rất là xin lỗi. Là vì hồi nãy giờ giải lao 2-3 lần mà ngôi sao chưa chịu ra. Trước khi Phi Bóng xuất hiện, mời quý vị gặp gỡ một ngôi sao ca nhạc dài hơn con Phi Bóng. Mạng nhỏ này là em ruột của con Phi Bóng. Xin giới thiệu ngôi sao ca nhạc mới lú, Phi Lê. Bà Bông ơi, bà Bông. Bà Bông. Cái gì con? Trời, nó tới. Phi Bóng tới hả? Tới rồi. Ê, đôi nó vô. Đi. Lẹ, Phi Bóng tới. Quý vị ơi, mời quý vị gặp gỡ ngôi sao ca nhạc Phi Bóng. Tôi hết rồi, người đã xa tôi. Quên hết lời thề ngày xa xôi. Quên đường xưa lối qua ngậm ngùi. Nghe thời gian bước đi bồi hồi. Hai ta cùng chung đóng mặt. 5 phút nữa chúng tôi quay lại. 5 phút nữa quay lại. Phi Bóng. Cái gì vậy? Ai vậy? Ai chơi trò gì kỳ vậy? Trời ơi con ơi. Sao bữa nay mới mùng 1 mở màn mà con hát nhép rồi. Trời bà bầu ơi. Mấy bữa trước á ăn hột dưa nhiều quá bây giờ đau họng đâu có hát được. Trời ơi chưa Tết rồi mẹ ăn hột dưa chi vậy? Bà không nghe cái giọng đàn ông luôn hả? Trời đất ơi, cái giọng này từ xưa tới giờ đàn ông rồi. Tôi nói cho bà nghe. Bây giờ tôi không muốn hát nữa. Tôi dám chắc chắn trong đoàn này có người chơi tôi. Trời ơi con nói cái gì mà kỳ cục vậy Phi Bóng? Ai mà chơi con trong cái đoàn này? Philippines. Dạ. Mày canh cái thằng chỉnh nhạc sao mà để hư đĩa của con nhỏ vậy? Ờ. Mày chơi nó phải không? Đâu có, con là Philippines, con không chơi được Phi Bóng. Bóng ơi con Philippines này nó ngu lắm, nó không có chơi con đâu. Thiệt á, nó... Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi chắc chắn trong đoàn này có người chơi tôi. Đâu? Là con hả? Đúng. Là con làm cho nhạc của nó hư hả? Rõ ràng. Bất dạy à? Trời đất ơi, cái chỗ làm ăn của mẹ. Tại sao mày làm như vậy hả? Philippines. Dạ. Nhìn bên má trái của chị. Đây. Còn một gùi của chị không? Con. Ngày xưa tới giờ chưa bao giờ má đánh tôi. Bây giờ má vì con Bóng má đánh tôi. Con Phi Bóng, nói con Bóng là... Biết rồi. Tôi phá đó. Má làm gì tôi? Hả? Bây giờ đỏ đi. Nhan sắc hai đứa bằng nhau. Cao tôi cao hơn nó. Đẹp tôi đẹp hơn nó. Hát tôi hát hay hơn nó. Tại sao người nhà má không đẩy lên thành ngôi sao? Xin lỗi. Trời ơi, nó xin lỗi. Thôi được rồi, em mới xin lỗi rồi, thôi bỏ qua nha bé. Cuối cùng cũng chịu xin lỗi hả? Tao cũng đoán ra được là mày. Tao cũng đoán ra được là mày đó. Bà đoán ra được là nó, sao bà không cản nó? Ủa sao nãy mày đoán ra được là nó, sao mày không cản nó? Tôi mắc hát là sao tôi cản? Trong khi đó bà rảnh rỗi sao bà không cản? Tao rảnh rồi nào, tao lo búa cho mày sao tao cản? Ôi. Con nhỏ này rảnh sao nãy mày không cản? Tôi có đoán ra được đâu mà tôi cản. Đúng. Nó xin lỗi này, tôi xin lỗi này. Bây giờ ngó gì nữa, tôi đi vô đi. Để cho nó mở màn. Con nhỏ này ra xin lỗi khán giả đi, lẹ lẹ đi chứ người ta trả vé bây giờ. Đi đi. Tôi không muốn hát nữa. Bây giờ bà bầu. Cái gì? Bà phải giải quyết chuyện này cho tôi. Một là tôi đi. Còn hai là nó ở lại. Ủa mày yêu cầu vậy rồi sao giải quyết mày? Ờ hình như tôi thấy cũng có gì sai sai á. Mày đi hay nó ở lại thì cũng vậy thôi chứ rồi giải quyết làm sao? Tôi nói lại nè. Một là tôi đi. Hai là tôi ở lại. Mà mày muốn cái gì? Hình như nó vẫn sai thôi. Thì mày, một là mày đi, hai là mày ở lại là đúng rồi đó. Nhưng mà mày muốn cái gì? Nói chung là nếu muốn tôi ở lại hát
thì nó phải ra khỏi đây. Trời ơi, em làm quá đáng luôn á, con gái chị đó em. Phi bóng em lớn rồi, thôi em bỏ qua cho nó đi, nó còn con nít mà. Tôi làm sao biết được là nó có hại tôi lần nữa không? Trời ơi, Tết nhất tới nơi rồi em ơi, tôi cho chị mở màn đi em, khán giả tôi chửi tới nơi rồi kìa. Trời ơi, nó con nít nó đâu có dám hại em lần nữa đâu em. Bây giờ mở màn khán giả tôi chửi tới nơi rồi. Philippines ơi, tình hình sao rồi con? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Mày đừng có chụp chúng cái khác. Cái gì vậy? Cứu con với bà bầu. Sao ai trời mày tàn nhẫn vậy? Dính dép vô đầu. Trời ơi, tao chết rồi. Bây giờ mày ra mày cản khán giả lại. Tao năn nỉ mày Philippines. Tao năn nỉ mày. Đi, cản khán giả lại. Sắp có người hát rồi. Đi, tao năn nỉ Phi Bóng ra nó hát liền. Chị lại em hát giùm chị đi. Đi Phi Bóng. Chị lại em luôn đó. Bà quyết định đi. Khán giả nó. Ê, em Phi Bóng. Em Mà. Má mày kìa má. Còn hát. Nếu hôm nay con hát được, mắc cất luôn con Phi Bóng đi. Trời mẹ ơi, con quỷ hát dở mà nói chuyện nghe hú hồn không? Con hát được. Được phải không? Được. Bữa nay mày hát được, mắc cất nó luôn. Đúng. Tao chịu hết nổi rồi, một tay tao đưa nó lên mà bây giờ nó đối xử với tao như vậy đó. Vô liền, mày giới thiệu mày ra liền. Dạ, thưa quý vị khán giả, thành thật xin lỗi là từ hồi nãy giờ giải lao đến một chục lần mà vẫn chưa có ca. Bây giờ là lúc quý vị và các bạn được đến với một bài hát thật là quen thuộc với một ngôi sao mới lú. Em của Phi Bóng, ca sĩ Phi Lê. Ca được. Hát, tôi hát hay hơn đó. Mày ca được. May mà ca hay là con cho mày ca rồi. Nếu hôm nay con hát được, mắc cất luôn con Phi Bóng đi. Được phải không? Được. Con hát được. Năm mới bảy tuổi, năm mới bảy tuổi em đi lấy chồng. Đông mặt lực. Trời ơi, cái gì? Em là bà bầu ơi. Cái gì vậy Philippines? Bà bầu ơi. Ai cho em mày dữ vậy? Cho em về Philippines. Ai cho em mày dữ vậy? Tụi nó. Trời ơi, sao mày như con điên vậy? Bầu ơi, em sống không nổi. Xin lỗi. Trời ơi, Phi Bóng, chị lại em giúp giùm chị. Trời ơi. Trời ơi, Phi Bóng ơi, chị lại em giúp giùm chị. Được thôi, lương gấp 2. Trời ơi, Tết nhất tới nơi chị bán không có được nhiều vé trơn. Trời làm ơn đi mà, thiệt nguyên một năm qua ế rồi, có một cái mùa Tết cho chị kiếm tiền lại đi em. Lương gấp 3. Gái, chị năn nỉ hồi xưa, chị nhớ không, hồi xưa những cái ngày. Lương gấp 3 cho mày. Gấp 3 được rồi. Mày mẹ người ta đó. Được gấp rồi, gấp vô ba, hát. Gấp ba. Ok. Gấp ba. Nhạc lên đi, tôi ra tôi hát. Núp vô. Dạ thưa quý vị, bây giờ con Bóng nó hát rồi. Nó chịu hát rồi. Nhạc phẩm em 17 tuổi đi lấy chồng. Phi Bóng. Bảy tuổi em đi lấy chồng, chẳng nhớ được chia con gái sang sông. Tưởng vui hết nghĩa ta hồng, nào đâu sớm để tang chồng, trời ghen má đỏ môi hồng. Ba
Mày hát bài Philippines. Dạ con hát đó bà. Trời ơi sao mày hát hay dữ vậy? Đi đi. Con hát đó. Sao mày hát hay dữ vậy? Trời ơi, nào giờ con hát được mà, tại con đâu có nói cho bà biết đâu. Trời ơi, một cái báo vật trong đoàn tôi mà tôi không có biết nè trời. Bà bầu, tôi không cần gấp ba gì nữa hết á, tôi hát, tôi ở lại hát. À mày hát hả? Tôi đồng ý. Mày đồng ý, bây giờ tao lại không đồng ý nè. Đi mày. Từ hồi xưa tới giờ tao một tay tao nâng đỡ mày lên đến ngày hôm nay nghe không? Mày nổi tiếng. Được gì? Hả mày? Mày khinh khỉnh cái thằng này hả mày? Lắm à. Mày khinh khỉnh. Mày cũng vậy nha mày. Hả mày theo đoàn. Cha mẹ mày làm cơ khổ, không bao giờ mày học hành. Tao kêu mày đi học thầy, mày học hát đi. Không. Mày ca dở như quỷ mà tối ngày mày đòi mày lên trang bìa, mày đòi mày hát mở màn ha. Mày vẽ cái mặt mày như con công vậy đó. Ma. Cái gì? Con nghĩ lại rồi má. Cái gì? Cho chị hát đi. Hả? Con nấu cơm sốt ve cho má. Ủa sao mày thay đổi đột ngột vậy? Cuộc đời mà má, đẩy đưa lắm. Ai đưa thì con đẩy thôi. Thôi được rồi. Mày nói như vậy là má vui rồi. Còn con quỷ này nghe mày. Đi mày. Cuộc đời này nghe mày sống như vậy, mày đừng có nhìn mặt tao nữa. Em. Dạ. Đi vô thay đồ liền. Hôm nay mày cứu đoàn tao Philippines. Vậy hả? Mày trời thay đồ liền của tao. Vui quá à. Nghe, cái đời này là có một mình mày ca nghe chưa. Dạ thưa quý vị, chương trình của chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục được tiếp diễn. Thưa quý vị, sau một thời gian lủng củng nội bộ gia đình, mẹ con chúng tôi đã nói chuyện thả thượng xong hết rồi. Ngày hôm nay, gia đình của chúng tôi xin giới thiệu một ngôi sao ca nhạc mới lưu nãy. Đây là em của Phi Danh Dân, em của Phi Bóng, chị của Phi Lê. Thưa quý vị, ngôi sao ca nhạc Philippines, gia đình chúng tôi sẽ tiếp tục trình diễn văn nghệ của đoàn Mưa Ngàn Nơi. Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa khắp phố muôn tà áo tung bay, nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Một xe như nói trên đường vẫn qua mai, người già thăm đến câu chào ngái xuân xa, phố xa thanh thang đón chân cười đến chung vui. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Biểu. Nhà này của ai? Trời ơi, mày làm gì vậy Thủy? Hỏi mày đó, nhà này của ai? Nhà của mày. Mày biết nhà tao. Má trời ơi. Mày ăn đằng trước là tao đi đằng sau tao dọn. Trời đất ơi, tao mời mày tới đây ở mà. Ăn không ở không mà sao kia vậy? Người ta không biết, người ta nhìn vô người ta nói hả? Tao còn ở của mày à. Trời ơi, mày nói chuyện ngang ngược quá à. Má mày giàu, má mày mua cho mày cái nhà lớn thiệt là lớn, rồi mày không có ai ở, mày cứ cầu xin tao về đây ở với mày, rồi tự nhiên cái mày chửi tao như con không đẻ vậy. Ít nhất là tao ở đây mày phải tôn trọng tao chứ. Trời ơi, tao tôn trọng mày mà mày xả rác quá rồi, ai chịu nổi. Tao xả rác tao hốt. Trời ơi, mày hốt à. Thôi đi, Tết nhất tới nơi mà gây cái gì. Hả? Về rồi kìa. Sai nữa, suốt ngày sai hoài. Sai kìa. Chờ
trên đường đi lắc mông bầu cua. Tao đặt cua mà nó lắc ra bầu. Ôi. Nhưng tao đâu có được, tao đặt lại cua. Tao đặt tao nhắm con cua, nhưng tao thua vì nó lắc ra bầu. Ôi. Nhưng tao ngồi lâu, tao thấy nên đặt. Nhưng trời ơi nó lại lắc ra bầu. Rồi tao thấy rầu tao mới đặt con tôm, con nai rồi con cá tao đặt luôn. Nhưng cuối cùng nó lại ra cua. Hai đứa tụi bay mới nghiệp á, khẩu nghiệp là tụi bay đó. Con nghiệp sao? Thí dụ người ta sửa cái mũi hay ta sửa cái cằm, ta nói là đẹp. Còn mày sửa từ trên xuống dưới, mày là nghiệp. Mày cũng nghiệp sửa, mày nặng lắm. Ủa vậy kệ con. Mỗi người có cái nghiệp nhưng... Mọi người có cái nghiệp. Mày nói tao chi. Ủa bà lên lắm. Đi lên nào trai. Bác mới lên. Ủa ai? Má nó chứ mày. Má mày mà sao mày vui hơn nó vậy? Ai á? Dạ con bạn của con Thủy nó lên ở nhờ chị. Má con Thủy nó lên nhờ đó hả? Dạ ở nhờ. Bạn con bạn thân lắm má. Sao tự nhiên má lên đây vậy? Sao chị lên đây vậy? Sao chị lên báo cho nhỏ biết? Phải báo cho nó biết ra anh đoán chuyện ngoài đầu chứ đâu không lên không ai chuẩn bị gì trơn trọi đâu. Đâu phải, tại vì muốn sự bất ngờ. Má lên má không báo con để con chuẩn bị. Má lên báo cho nhỏ, cho nhỏ chuẩn bị ra xe bến xe ta đón. Nhưng mà thiệt ra báo thì đâu có vui. Dạ. Mà ở dưới là bao nhiêu năm trời bữa nay, năm nay ra. Thế dạ? Tội nghiệp nhỏ. Nó ở con mình một cái này trời ơi tội quá trời đó. Không để không sao con. Chị nói nó buồn liền, cái mặt nó rũ liền luôn vậy đó. Ủa sao? Không có ưa sao nó không muốn gì ở. Thôi cậu gì? Cái gì? Con xúc động. Xúc động sao con? Mà ơi, con bất hiếu quá. Sao vậy? Bao nhiêu năm nay lên Sài Gòn học, con bỏ má dưới quê mình. Hôm nay tự nhiên mới lên đây mà ở. Má nói mang Tết đi con. Em sợ mấy năm nay con nhớ mà muốn chết luôn vậy đó. Trời ơi, má cũng nhớ con muốn chết luôn vậy đó. Không, má con nhớ má con muốn chết đó. Con dục vô duyên thúi. Tự nhiên mày không gặp tao mày nhớ má, mày mày xàm đi. Thôi cãi đi, nó cũng vui cửa vô nhà. Con. Dạ. Sao vậy? Phải vui lên chứ. Rồi sao học đại học sao rồi? Chị đừng có hỏi cái vụ đó, nó trả lời không có được đâu. Sao vậy? Mà nợ môn miết mà có thi được gì đâu. Ủa sao vậy? Học bạ nó dở ra thơm phức, học bạ nó dở ra thúi banh đường. Không phải đâu cái. Tại vì bây giờ mà con kể chuyện này ra không biết má có tin không nữa. Cái gì? Có cái gì nói cho má biết đi. Gì mà tin tin gì vậy? Nó nói gì vậy cậu? Chà, tôi biết nó nói gì. Tại má biết sao không? Từ cái ngày mà dọn về nhà này ở á. Sao? Thấy nhà này lạ lắm má ơi. Nhà này sao? Quỷ nói cái muốn gì mày? Mày nói gì vậy Thủy? Má biết sao không? Con về nhà con vẫn học ngày học đêm, con học nhiều lắm chứ má. Rồi có nhiều khi con sợ con quên, cái con mượn cậu Út dò bài giùm con trả bài lao lao à má. Rồi sao? Không biết. Tối bữa đó thuộc mà sáng đi lên không có nhớ một chữ nữa. Con nói gì vậy Thủy? Thiệt mà con nghĩ là từ cái lúc mà mình ở nhà này nè, tự nhiên là tối hả học thuộc hết sáng không thuộc. Mà chưa kể đâu nghe, có nhiều bữa tự nhiên đang nằm học bài vậy đó, cái tự nhiên giống như con thấy ở bên mép trái cái lỗ tai con đó má. Ê, vậy? Lên cậu ơi. Mày à, mày cùng gian, mày cùng gian à. Hết hồn cùng gian à. Gian thôi mà cậu bà. Đạp hết hồn à. Thiệt á. Đạp hết hồn mới nó chạy vô giò tao ngứa. Cậu đạp người ta rồi cậu nói người ta chạy vô cậu. Kể tiếp con. Xin lỗi. Bây giờ tôi nè. Tôi lại em nha. Mấy bữa tối nằm học bài đó, tự nhiên ở bên
lỗ tai giống nhai à? Cái gì á má, con không hiểu. Sao vậy? Cái này có chị ơi. Đây nè, kể mới ghê nè. Sao nữa? Hôm bữa tôi nằm ha. Dạ dạ. Đây nè, tụi nó đi chơi về trễ. Ừ. Cái tôi nằm đây nè. Đó. Em nằm ngủ vậy nè. Ôi trời, trời ơi, trời ơi. Cái gì vậy cậu? Giống như ai giật cho, ai giật cho mình. Nè, em đang nằm, em nằm nè. Em nhớ ai giật cái giò mình. Mà 6 lần. Thì ơi, thí dụ 1-2 lần mình nói được 6 lần mà cứ như ai giật cái giò mình. Ui ta. Cái nhà này ghê lắm. Thôi rồi, cái nhà này không được rồi. Chị, nếu mà như vậy là... Em hỏi chị cái nè. Cái nhà xưa chị mua của ai vậy? Đúng rồi má, của ai má? Mua của bà Liễu. Bà Liễu bà ấy rồi, cái là bà đi mà ngoại quốc luôn mà. Ai nói chị bà Liễu có đi ngoại quốc? Bà bán cho chị xong là bà đi luôn. Bà đâu có đi được. Ủa sao vậy? Bà đi luôn rồi. Thì bà đi luôn. Dạ. Bà chết rồi. Ủa? Bộ chị không biết gì trơn hả? Ủa sao không biết vậy? Trời ơi, cái bữa mà bà bán nhà cho chị xong đây nè, là trên đường đó bà đi nước ngoài, trên cái đường ra sân bay. À. Nè, cái bà đang chạy nè, cái bà gặp bà chó, nó phóng vào đường. Ha. Cái bà đang chạy, bà né con chó. Cái bà trọt qua bên kia, dính cái giò chuối, kéo cái thẻ, trâu của té một cái màu bà tét ra làm hai nè. Cái màu lên tới mặt vậy nè, máu chảy ra như nhớt. Chu cha nó chảy mà 8 phút đồng hồ không ai quan tâm tới bà. Mà nằm bà dãy như con tôm luộc vậy nè. Bà dãy. Cái môi không đó hả? Có cái môi không đó, bà dãy một hồi cạn máu chết mà cái môi nó sưng nó nở như cái bông. Trời ơi, trời ơi. Cái này lạ quá, chết cái môi. Mà có một cái chuyện hy hữu gì cái môi chảy máu mà chết vậy kìa. Không ai cứu mà. Không ai cứu. Không được ra cậu. Cậu Út. Bây giờ cái nhà này, bây giờ đây nè. Nhỏ này nè, hỏi coi. Con nó biết ai để ấy mà con trục xuất mày có đồng ai đồng. Mà biết thầy bà gì không, kêu về coi cái nhà thử có, coi con. Thủy ơi, con có quen. Biết không? Có, ông ai? Thầy, ông chú với thầy Chính á. Chính, Chính nào? Thầy Chính đây nè, gần xóm con nè. Trời ơi, ông thầy ổng hay lắm nha. Má, bây giờ á, má suy nghĩ kỹ không? Chứ giờ kêu thầy bà tới, rồi người ta coi, người ta nói nhà mình rủi có chuyện gì rồi tính sao má? Chú Chính hả? Ừ, chú Chính ra ở đâu, tôi có một cuộc người mà gia đình người ta khẩn cấp. Chú đứng ở đâu? Xuống nhà số 19 trên 18 hả? Trời ơi, ngay cái cửa để con ra mở, chú vô chú coi giùm cái thầy nói hả? Chị thầy nói chị. Cậu à. Dạ. Cậu phải cẩn thận nha. Yên tâm, cái khu này để em lo, không ai làm gì được thầy đâu. Tới, thầy tới. Mô Phật. Lại thầy. Lại thầy. Thầy đuổi tà đó, thầy đuổi tà đó. Không, tôi nhảy mũi thôi. Nhà lạnh quá. À, nhảy mũi thôi ha. Dạ thưa thầy. Thầy ơi, dạ chào thầy. Dạ thưa thầy, đây dạ tụi tôi gia chủ. Đây là bà chị tôi. Dạ là chủ nhà. Dạ, gia đình thấy dạo này cái nhà có nhiều cái nó lạ quá mà Tết nhất tới nơi rồi. Định đón Tết mà không biết có chuyện gì không nên mới nhờ thầy qua thầy coi giùm. Em có nói sai gì không? Sao thầy biết nói tiếng Việt không? Đang coi nè. Trời ơi. Ủa mày xác nhận tao con thầy có bị lé không? Sao mình nói chuyện ông hướng này ông ớ ở đâu không à? Mắt ông đẹp, ông có bị gì hết. Ông nhìn gì chăm chăm bên kia. Ông cười. Có gì chuyện gì thầy? Gì cười? Cái gì thầy cười vậy thầy? Thầy thấy cái gì vậy thầy? Thầy thấy con chó đá vô cái mền của ai kìa. Cái con khỉ này. Con chó gì đâu. Trời ơi, hết nhà này riết luôn. Ủa mà sao cái nhà không ai thấy con chó mình không thấy ta? Hay quá, thấy chưa? Ghê thiệt. Bởi vậy con nói thầy hay lắm. Nhốt lại rồi. Thầy thấy hết á. Thầy ơi thầy, cái nhà có sao không thầy? Cho tôi hỏi. Dạ. Có phải bà chị mua căn nhà này của một người phụ nữ lớn tuổi, có cái tên bắt đầu bằng chữ L không? Sao bà biết? Chắc rồi không? Không.
Quyết. Nếu tôi đoán không lầm, biết bà Liễu luôn. Đúng rồi. Tên Lan đúng không? Tên Lan đúng không? Xuất sắc. Sai bét luôn. Không phải tên Lan, không phải tên Lan. Các người đừng vội cười. Lan là con gái của bà Liễu. Biết Liễu? Biết bà chủ nhà tên Liễu. Không phải. Cái gì? Con của bà tên Lê. Chết cha, sai luôn thầy ơi. Cha con bà Liễu tên Lê luôn. Con Liễu tên Lê, sai không phải tên Lan luôn, sai luôn rồi. Hay quá. Sai thầy. Thầy hay quá, thầy coi sai hết chưa? Tôi chưa nói hết. Chưa nói hết. Lê là cái tên ở nhà, tên thật là Lan. Cũng có tên thật nữa hả? Có tên thật hả? Mà xác định không? Không phải. Sai luôn. Trời thầy nãy giờ con trúng con mẹ vậy. Trời ơi, cậu ơi, mô Phật. Thầy ơi, mô Phật. Năm nay là năm Kỷ Hợi, là tuổi của họ đó. Nếu như các người không tin, các người còn ở đây chỉ một thời gian nữa thôi. Các người sẽ mập như heo. Ê, cái này không sợ thầy ơi, gia đình tôi ai cũng mập hết rồi. Mập rồi, mập rồi, không sợ gì nữa trời. Chị tôi ngồi chưa giống heo, thầy nhìn chị tôi chưa giống heo. Tôi mà mập từ hồi đó tới giờ. Heo sao mập bằng má. Thôi. Nè, tôi nói cho các người biết. Dạ. Thì nói đi. Hiện tại trong căn nhà này không dưới 4 người. Thì đúng rồi, thầy nữa là 5. Dạ, dạ, dạ. Nói như không nói vậy. Nói như không nói. Trời. Trên 5 người. Trên 5 người. Ê, cái này không vui lắm à. Thầy không vui. Bậy bậy à. Bậy bậy. Bậy à, trên 5 bậy à. Sợ ông tính. Ây, cái gì vậy? Gì vậy? Lạnh quá. Lạnh gì? Mày đứng ngay cái máy lạnh mà hỏi ông lạnh. Điên này thiệt chứ, mày cứ làm cho người ta bậy bạ con này. Cậu hay quá. Đang ở bên này mà. Con có sao cậu qua thử coi. Lạnh thiệt chứ bộ. Có gì đâu mà làm gì lạnh con này. Trời ơi. Gì vậy? Trời ơi. Gì? Thầy hôi nách quá. Trời ơi. Gì thầy hôi quá thiệt. Có cái mùi hành gì. Nè, tôi nói cho các người biết, nếu như các người không tin tôi á, có chuyện gì ra thì đừng gọi tên tôi nha. Thầy ơi, thầy ơi, không thầy... có đâu thầy. Gì vậy thầy? Thầy ơi, thầy đứng lại thầy. Có kìa. Cái gì vậy vậy? Thầy. Bị cái gì vậy thầy? Thầy ơi. Thầy ơi. Con của tôi sao nó kỳ vậy nè? Ủa sao nó bị cái gì? Thầy ơi. Mày tỉnh lại coi thầy. Thầy ơi, mày bị cái gì vậy? Trời ơi, mày xuống bếp mày lấy. Để tôi lấy chai dầu. Con ơi. Trời ơi, Thủy ơi, mày có sao không Thủy? Trời ơi, chết rồi, trời, cháu tôi bị cái gì vậy nè trời. Thủy. Dậy. Trời đất ơi, sao vậy? Tao sao đánh cháu như vậy? Cái gì vậy? Gì đó? Cái gì vậy? Gì vậy? Thầy ơi. Thầy ơi. Gì vậy? Đâu có phù đâu. Thầy ơi. Con phù đâu? Sao dưới bếp tao thấy dũng máu không? Trời ơi. Phù đâu rồi? Trời ơi, tại sao có dũng máu? Trời ơi, Thủy ơi, sao con giật dữ vậy Thủy? Trời ơi, Thủy. Trời ơi. Cậu lạc quá à. Thầy cứu con Thủy giùm tôi thầy. Sao bây giờ đã tin tôi rồi chứ gì? Được rồi, để tôi. Xong rồi. Cứu người ta mà đạp vậy thì sao? Nó sao? Mời. Gì vậy? Mời. Gì vậy con? Trời ơi, con mới thấy cái gì ghê lắm mời. Dâu. Dâu gì? Sức con. Hồi nãy giờ mày đâu rồi Phụ? Hồi nãy giờ đâu? Dưới bếp. Tao vô tới lâu thấy mày ra tao thiếu quyền dụng máu. Ai cắt củ gà đó? Chứ không phải là tôi đâu. Sao con cái nhà này không có được rồi? Kỳ quá à. Ôi thầy, Thủy mày bị cái gì vậy Thủy? Vậy? Mày làm tao hết hồn luôn á. Không biết gì luôn á, tự nhiên sao con giật ở dưới đất vậy má? Mày làm cái gì ghê vậy Thủy? Sợ quá thầy ơi. Bây giờ sao thầy tính sao tôi lại thầy? Thầy làm ơn thầy cứu dùng cái gia đình tôi đi thầy ơi. Họ tới đòi nhà. Không đòi nhà được á thì họ đòi mạng. Thôi họ đòi mạng luôn ơi. Chết rồi. Tôi
lại thầy, thầy ơi có chuyện gì thì kỹ cách giúp giờ chứ giờ Tết nhất tới nơi mà trời ơi gia đình mà bị gì chắc chết thầy ơi. Dạ cách gì không bây thầy? Giờ có cách gì không thầy? Chỉ có một cách đơn giản dạ. Mà hiệu quả cực kỳ cao. Dạ. Sao thầy? Bán nhà. Bán nhà. Bán nhà. Trời thầy ơi không được thầy ơi. Cái nhà này là kỷ niệm của má con, của ba con. Rồi 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 mồ hôi công sức má con đổi ở đây nữa thầy. Thầy ơi má... cái nhà đầu tiên người ta mua không có ai muốn bán được. Nó kỷ niệm của người ta thầy ơi. Đúng rồi, thầy. Thầy ơi thầy, nhà mặt tiền mà bán gì thầy. Con vô duyên rồi cái chuyện của người ta mày. Chứ kỷ niệm mà có mặt tiền gì. Không bán nhà thì bán mạng. Thôi trời ơi. Phải bán. Bán hả bác? Phải bán nhà. Chị bán hả chị? Má sao bán nhà được má? Nhà biết bao nhiêu kỷ niệm của má con mình rồi, ba đổ mồ hôi công sức vô đây nữa rồi sao bán được má? Nhưng mà bây giờ như thế này thì làm sao mà ở? Thôi bây giờ chị hai cũng đã quyết vậy rồi, bây giờ Phù ơi. Dạ. Con coi cô có ai ở trong gần gần khu vực này mà biết á, môi giới á, con kêu thôi để bán đi. Để con nói, thầy ơi. Thầy cô có ai vòng vòng ở đây mà có muốn mua nhà thì kêu làm ơn nói người ta lấy bán luôn cái nhà này đi. Căn nhà như thế này ai mà dám ở. Giờ sao? Thôi được rồi, tôi có quen một công ty mua bán nhà. Có. Để tôi giới thiệu cho bà. Vậy đi vậy đi. Nhưng mà bà phải chuẩn bị giấy tờ. Dạ 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 có. Rồi ngày dạ. Mai họ sẽ qua đây họ sẽ xem nhà. Dạ 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 phải. Đổ thầy. Dạ, dạ. Ơi. Phải thầy. Cảm ơn thầy. Bây giờ rồi, mẹ thương mẹ đổ thầy đẹp hoài. Dạ. Dạ. Tôi về à. Dạ, cảm ơn thầy. Lại thầy. Dạ. Lại thầy. Làm gì trống lưng trống hoài vậy? Rồi lại thầy. Cậu con này nó cứ bổ trên đầu tao nó bổ. Lại mà. Mày lại ông nội chứ mày lại. Ở nhà này riết rồi điên hết à. Không có tỉnh. Đúng rồi. Chị bán ơi, cái nhà này ở đi cái nhà là này đúng ai, rồi. Ai mà tỉnh nổi hết chị hai. Má ơi bây giờ tính sao má? Bán con phải bán thôi. Phải bán căn nhà kỷ niệm về tôi. Giờ chị về quê chị lấy giấy tờ lên đi. Chị ráng chị đi sớm sớm nha chị hai. Trời ơi tôi chị lấy mình giấy đi tờ. Về trễ quá một hồi nó về nó giật tôi không biết đường tôi cứu. Để tôi đi liền tôi đi tôi xuống. Sợ quá. Tôi thấy ở nhà có gì kêu cậu mà. Dạ chị đi cẩn thận nha chị hai. Má đi cẩn thận nha má. Chị hai ơi chị cẩn thận chị hai ơi. Nhà gì ghê chị ơi chị cẩn thận á chị ơi. Chị ơi cẩn thận á chị ơi. Tao nấu phim Tết nó không mời mình là một tổn thất. Trời ơi thiệt á. Diễn như thiệt. Y như thiệt. Thiệt á. Bà nội cha. Trời con quỷ. Hồi nãy cái đoạn mày giật tao tưởng ma nhập mày thiệt á mày. Mày gì làm quá trời ơi. Đó rồi xảy ra nữa chứ ba dọn nó đi nè không biết nữa. Cái con này dễ sợ á. Luôn á. Má lên đột ngột. Không biết nghĩ ra cách gì mới giật vậy đó. Tại biết sao không? Tết năm nay con hẹn với bạn trai con rồi. Con hứa là nguyên cái dịp Tết là con ở nhà này con dành cho ảnh hết. Tự nhiên má lên đột ngột nói tiếng nào trơn. Thiệt tình. Ủa là thí dụ bà lừa bà về quê thôi thì không nói mà nãy đứa nào lừa bà bán nhà. Ồ. Chắc là mùa banh vừa rồi cũng rút được mớ. Banh bọt gì không biết một cái gì hết, cái đó là tệ nạn xã hội. Tệ nạn xã hội á, mày đừng có xạo. Cái trận Việt Nam đá Malaysia vừa rồi là mày bắt Malaysia nè đúng không? Ha. Thì cái đó là mình chơi văn nghệ thể thao xương xương. Văn nghệ chứ mày không ủng hộ cho đội tuyển mà mày ủng hộ cho Malaysia. Thì cũng có nhiêu rồi mình la rồi. Thua nhiêu rồi? Cũng 1.2 chứ nhiêu. Thua 1.2 mới lừa mà bán nhà. Ôi, chắc bạn cậu à. Tao làm gì tao thua gì? Út thua nhiêu? 2 tỷ. Đó. Bị bắt Malaysia luôn mày. Trời ơi, xuống sát quá. Bởi vậy thiệt, phải ủng hộ nước nhà. Thì đó trời ơi. Tao thấy nãy giờ diễn xuất hay nhất là bạn trai mày. Dạ thỉnh thầy. Ơ trời ơi. Em chạy đâu vậy em? Rồi em đi bắt đi. Rồi em đi bắt em đi. Coi kìa. Đó. Rồi nữa bây giờ. Thiệt. Thôi mà đứng lên nè. Trời ơi xuất sắc quá em yêu ơi. Cậu ơi hay quá cậu. Không ơi tụi bay yêu nhau bằng cách nào. Cuối đời tụi bay phải ở với nhau. Không có mày không ai ở được với con Thủy.
kế hoạch mình quá hoàn hảo luôn á cậu. Nhưng mà cậu cho con hỏi cái con còn có một cái thắc mắc nãy giờ. Sao? Ủa bà chủ nhà bà tên Liễu thiệt hả cậu? Sao tao biết? Cái đó phải hỏi chị tao. Bà tên là Liên. À bà tên Liên. Thật tôi không ngờ Thủy. Dạ. Con nỡ đối xử với má như vậy sao con? Hết rồi con ơi. Con đối với má như vậy là tôi rồi. Được. Má sẽ bán cái nhà. Trời ơi. Và con ra ngoài đường con ở. Đó mày thấy chưa? Tại cậu không á? Không, tại bà kia kìa, bà hát bà bấm bè gì đó mà hết lạc tông lạc nhịp tùm lum hết trơn. Chứ không phải tại ông không biết đếm nhịp hả? Ông nào ở đây? Chứ không phải là tại bà không biết đếm nhịp hả? Ê bà Chảnh, tôi thấy cái nết bà dạo này thúi lắm rồi nha. Bây giờ bà muốn sao hả? Sao là bà sao? Nói đi, bây giờ bà muốn sao? Sao là sao? Hả? Tôi Chảnh ngu luôn hơn nè. Mình nữa rồi, lại một lần nữa em làm cho nó sợ mà ngất xỉu luôn rồi. Chị đã nói biết bao nhiêu lần rồi, chúng ta là chị em chung một nhà, phải thương lấy nhau. Tại sao lúc nào cũng cạnh khóe nhau, chơi xấu nhau như vậy? Các em làm chị buồn quá đi. Bởi vậy người ta nói showbiz không có tình bạn. Tụi nó chơi với nhau bỏ tôi luôn rồi. Thôi đi, bà làm quá à. Tụi mình là năm nàng tiên cảm xúc, tụi mình điều khiển cảm xúc cho một đứa bé, đúng không? Thì nè, chúng ta là năm con người đại diện cho năm cá tính khác nhau, buồn, vui, xui, tình bạn. Đúng. Là gồm có sợ, giận, chảnh, buồn, vui. Buồn, vui. Ủa? Rồi bà buồn với bà vui đâu? Đây rồi, tụi chị tới rồi. Em đềm em
bước ra thềm mà giọt nắng long lanh hòa ca ngàn buông sắc thắm má. Chờ người đến đây tìm em ngất ngây đắm say tình này. Trời ơi. Ủa sao vậy mấy đứa, bộ chị hát không được hả mấy đứa? Sao tụi em thấy thái độ với chị quá vậy mấy đứa? Dạ. Nói nghe nè, giận nè, chị hát không được hay sao? Sao em tán vô mặt chị vậy giận? Cái giọng hát gì âm chì địa ngục với sao mà hát hoài. Trời ơi, tụi em ơi, nó khinh thường chị quá. Vui ơi vui, em nói dạ với chị một tiếng công bằng coi cái giọng hát chị sao vui. Dạ, nói một câu công bằng thì cái giọng hát của chị khá là chướng khí, khá là chướng khí đó. Ê bà chị già. Chạnh chạnh, thương chị nói cho chị nghe về cái giọng hát của chị đi cưng. Với cái giọng hát này á, bớt hát lại nha chị. Đi ở trên chị mới nhục. Sợ. Em là công bằng nhất cái nhà này, em nói một câu công bằng về cái giọng hát của chị đi. Sợ gì mà thở dữ vậy nè, hít một hơi tiền sâu nói nè. Nói đi, giọng hát của chị làm sao, nói. Em sợ quá, không có góp ý gì thêm. Nghĩ mẹ đi, nguyên cái gia đình năm chị em mà không ai coi tôi ra cái gì hết trơn. Trời, mỗi lần hát là mỗi lần bị chửi à. Chị biết làm sao không? Sao? Bây giờ năm chị em nhưng mà bốn chị em là miệt thị chị rồi. Là tại vì chị không có vui vẻ, lúc nào mặt chị cũng u sầu hết. Tại vì bây giờ cha mẹ đặt ra chị, đẻ ra chị buồn thì bây giờ bắt chị vui sao được. Nhưng mà bây giờ Tết tới nơi mình phải ráng mình vui chứ sao mà thiện nữ u hồn vậy được. Để chị ráng vui nè. Vui vui cho chị em coi nè. Vui lên chị. Vui lên nè. Vui lên. Lên nữa. Vui lên nữa. Vui lên nữa. Em ơi, chị rặn quá, chị đau bụng quá. Đừng mất chị vui nữa, tới đó thôi, nó hết rồi. Ê bà chị già. Tại sao chị cứ đổi avatar Facebook hoài? Đã đổi avatar nhiều lần thì mình đừng có đổi tên, hiểu không? Cái tên của chị đâu có được vui, sao chị cứ đổi hoài? Thì chính vì không vui mới đổi đó. Người ta complain chị, người ta nói để cái tên buồn quá xá trời hà. Lúc đầu chị để trái tim đẫm máu. Cái buồn quá thì chị đẩy qua bỗng dưng muốn khóc. Vui hơn, vui hơn chị. Thì đó, cái cuối cùng chị đẩy qua nửa đời tàn phế. Trời ơi, vui hơn. Bây giờ vui rồi, chắc chắn cái tên mới này là vui rồi. Sao chị? Chị lấy ba nén hương trầm. Trời ơi, chị ơi. Chị hai, chị nói cái gì vậy chị hai? Nghĩ sao Tết nhất vui như vậy mà chị hai để ba nén hương trầm là sao? Không được, xui, xui, xả xui mấy đứa. Hai con cá chị kiếm đúng vậy. Tụi mày miệt thị chị quá mà. Không, tụi em tôn kính chị, tụi em lộng với chị chứ. Mày tôn kính, mày lộng kiến tao luôn. Mày lộng kiến rồi mày đem tao đi luyện cống luôn đúng không? Hả? Cha mẹ đẻ ra năm đứa năm cảm xúc, năm bà tiên đi điều khiển cảm xúc cho một cô bé cổ tên là Lộc mà thích tập thể dục hàng tuần nên người ta gọi cổ là Tuần Lộc. Thì phải đùm bọc nhau chứ, phải yêu thương nhau chứ, chứ có sao lại miệt thị chị như vậy. Chán thiệt á, bây giờ tụi em ghét chị lắm đúng không? Đúng. Sát máu trái tim chị rồi. Nói sự thật thôi. Bây giờ muốn cái gì nói đại đi. Nếu chị đã cho thì em xin mạn phép nói. Em nghĩ là trước giờ nè, năm đứa mình đại diện cho cảm xúc, năm trạng thái khác nhau của một cô bé tên Lộc đúng không? Mà bây giờ chị là người giữ cái bông hoa cảm xúc, chị điều khiển và là đó chính là cảm xúc chính của cô bé. Không lẽ cô bé lúc nào cũng buồn? Đâu có được đâu chị. Tết nhất tới nơi rồi, nên em nghĩ rằng bông hoa cảm xúc đó nên thuộc về em. Ê bánh bèo. Dạ. Chị nghĩ nó cũng cần phải chảnh, em hiểu không? Tại vì khi nó trưởng thành đó, nó phải chảnh lên để nó thể hiện cái cá tính của nó, để nó sải bước tự tin. Trời ơi, sải bước tự tin. Tết với tên nơi là không có chảnh, không có vui chứ mình phải nổi nóng. Mình phải căm thù, mình phải căm ghét lên, mình phải nổi loạn, phải điên lên, phải nóng lên. Ê, chờ cấp giật nha. Trời đất ơi, nó chửi xong rồi nó mới xỉu kìa. Không, chị đã nói với mấy em rồi. Tại sao mấy em cứ nói những cái điều xui rủi như vậy? Trong một năm đó, có rất là nhiều cảm xúc.
Nhưng mà chị nghĩ cái cảm xúc cần thiết nhất đó là sợ. Các em biết sao không? Bây giờ ra đường phải sợ nhiều thứ lắm. Nhiều khi chị sợ lắm các em à. Cái gì chị cũng sợ. Cái gì chị cũng cần thấy bế tắc. Chị cảm thấy sợ. Chị cảm thấy sợ các em à. Con nhỏ kia, tại sao mày sợ rồi mày xà vô ngã ba của chị? Hả? Các em nghĩ là trên đời này con người chỉ cần vui, cần chánh, cần giận với cần sợ thôi sao? Thôi được rồi, thích quá phải không? Dạ. Tranh quyền đoạt vị chứ gì? Vậy thì bông hoa cảm xúc này ai giữ thì giữ đi. Sao không con nào cầm hết trơn vậy? Nãy giờ tao nghe dành, gì nói dành, dành có giữ cho tao đưa ra thì không có đứa nào cầm lo múa không con điên. Sao không đứa nào cầm hết trơn vậy? Vậy giao cho con nào? Em nghĩ là em đi. Tại vì em nghĩ là Tết tới rồi, tất cả mọi người cần phải vui. Và cả bé Lộc cũng vậy. Cảm xúc chính của bé Lộc nên là vui. Hình như thiên nhiên không đồng thuận với em lắm. Nhưng thôi, chị đã giao rồi thì em ráng giữ bông hoa cảm xúc này và giúp cho cô bé lúc nào cũng vui, lúc nào cũng hạnh phúc nha. Dạ. Chị nghĩ là chị cũng không nên ở lại, mất công cô bé lại buồn giống như em nói. Chị. Chị. Ừ. Chị. Miệng thối quá chị. Không, chị thà cái hơi ra em chịu không nổi. Khi mà chị đi em cũng nói gì như vậy. Chị đi nè. Tao chưa đi đó, tao chưa đi đó nha. Tao chưa đi đó hả? Đứa nào đó, đứa nào vui vậy hả? Đứa nào? Mày phải không vui? Mày cầm đầu phải không mày? Con mập. Chắc chị nhầm người. Con mập dễ chân mày đậm. Phải mày không? Mày tin là tao tán một cái cầm mày còn mà cái nọng mày dính vào mặt mày không mày? Còn mày nữa. Cái con hươu cao cổ. Để hai cái râu giống như là con cá liềm kìm. Mày tưởng mày là cá không tiên hả mày? Còn mày nữa, mày giả bộ mày sao sợ cái gì mà cũng sợ. Mày lấy được rồi mày chụp hoài. Còn con mập kia nữa nha. Đụng cái múa đường đại nghe chưa? Đó, con điên đó nghe. Một ngày nào đó nghe chưa? Nguyên cái gia đình này không mai cô tôi ra gì thì thôi đừng có nghìn tôi nữa. Chị đi đây. Bye chị. Đi. Hãy tên nhà lớp trẻ. Tao với chị. Yeah. Trời, bà điên rồi. Vậy là kể từ bây giờ cảm xúc chính của bé Lộc sẽ là vui. Yeah. Và lần lượt sẽ là chảnh, sợ và giận. Được chưa? Ý em là vậy đó. Vậy là tất cả mọi thứ phải thuận theo định mệnh. Trời ơi. Phải đây hồ. Các em ơi. Dạ. Theo cái sự hiểu biết hạn hẹp của chị. Dạ. Chị biết đây là nhà của bé Tần Lộc. Phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Yeah. Vậy là tụi mình đã tới nơi rồi. Yeah. Tụi em ơi. Chị cũng tới rồi nè. Đi vô. Đâu ngồi kìa. Ê, ê. Sao không thấy bé Tần Lộc đó chơi vậy? Ừ. Cái gì vậy? Chuyện gì vậy em? Em đừng làm chị sợ em ơi. Em ơi chuyện gì vậy em? Chuyện gì vậy? Chuyện gì? Bé Lộc kìa chị. À, tại nó mặc áo trắng nên mình không thấy. Thôi chết rồi. Cứ lo cho cảm xúc của cô bé mà quên mất về cái vấn đề vũ đạo. Lỗi của chị. Không sao đâu. Em nghĩ là bé nó sẽ ổn thôi. Nhìn nó giống zombie quá ha. Ừ, nó định ngồi đó mà sao nó không ngồi. Nó giống áo đá em ơi. Sợ chứ không chị. Cảm xúc của nó bây giờ là cái gì? À,
bé nội tới rồi. Bạn bà? Bé nội là gì? Không, là bà nội của bé. Lộc ơi, Lộc, đốt nhang chưa con? Trời ơi, nội dặn con rồi, sáng mùng 1 là phải thắp nhang cho ông bà, phải không? Để ông bà ấm cúng cả năm. Mình á, người Á Đông của mình á, quan trọng nhất là tổ tiên, con biết không? Đó, phải thắp nhang cho ông bà vậy đó, rồi ông bà mới ấm cúng được. Dặn rồi, thắp nhang cho con nhỏ này. Ôi, hãnh diện quá trời. Sáng mùng 1 mà đi đâu nha bà con, đầu trên sống dưới đều khen. Con biết khen gì không? Khen con Lộc cháu nội bà Tư Quỳnh nha, càng ngày càng xinh đẹp vậy đó. Nói trúng ý cười. Chưa đâu con, đẹp chưa đủ đâu, mà phải nết nữa. Nết ăn nết ở là biết gì không? Con phải biết giao lưu với là bà con hàng xóm, ra chào hỏi tan tiếng. Cả ngày ru rú trong nhà, người ta nói con chảnh á. Nhỏ vô duyên, khen nó đẹp nó cười, giờ nói nó chảnh nó cũng cười. Thiệt tình. Nè, nội dặn nè, bữa nay mùng 1 đi lên đầu trên đó, có bác Sáu đó, tội nghiệp lắm. Ổng bệnh hoạn đó, mà ổng thương con dữ lắm, thấy không? Thăm mà chúc Tết ổng tiếng cho ổng vui đi, ổng gần chết rồi đó con. Cậu tán mày một cái giờ. Nói ổng người gần bệnh gần chết rồi mà tự nhiên mày không có cảm xúc hả mày? Hả? Trời đất ơi, tôi chết rồi. Cái gì vậy? Trời ơi, cái gì nhập nó vậy trời? Chết rồi. Trời ơi, con công chúa Đồng Tháp nhập nó hay sao vậy trời? Trời ơi. À, tao tưởng mày bị ma nhập. Ai về là cái này? Nội mua cho con điện thoại để con làm gì? Nghe nhạc. Bậy. Mua để cho con liên lạc với bà nội ha. Nghe nhạc hoài ha. Nói cái gì cũng nghe, sai gì cũng làm hết trơn à. Nãy giờ nội nói gì con nghe không? Nội nói lại từ đầu đi. Trời đất ơi, nội nói con á, Tết nhất tại sao không đi thăm bà con hàng xóm chúc Tết người ta? Thôi, con không có đi đâu mẹ. Tại sao vậy? Với câu hỏi hóc búa này của bà nội, tại sao vậy? Thì em nghĩ là cô bé cần phải có một cảm xúc mãnh liệt nhất, đó chính là... Sợ! Em nghĩ là lúc này cô bé cần phải sợ em à. Bị bà nội la như vậy mà, bị bà nội la như vậy là teo tim luôn, em biết không? Phải sợ để chị làm cho cô bé sợ nha. Chị, em nghĩ là đối với hàng xóm mình cần phải chảnh, chị hiểu không? Bây giờ với câu hỏi tại sao con không đi chúc Tết hàng xóm, thì bé Lộc phải trả lời chảnh. Họ là ai? Liên quan gì tới con? Tại sao con phải chúc Tết họ chứ? Con không thích những người đó. Trời đất ơi, con hỏi gì kỳ vậy con? Hả? Nói gì kỳ vậy? Họ là ai à? Họ là hàng xóm của mình đó. Ha? Hồi lúc mẹ mày đẻ mày ra đó, mày không có một giọt sữa để uống, tại vì mẹ mày chết rồi. Ha? Hàng xóm người ta tài trợ sữa nè, người ta cho quần cho áo mặc nè. Ha? Rồi mai mốt này nè, bà nội mày mắc dịch mắc gió nè, ai vô lo? Lúc này mày tính thì sao đây? Với câu hỏi thứ hai này càng hóc búa hơn nữa. Ai lo cho bà nội đây? Chúng ta cần phải có một cảm xúc mãnh liệt hơn nữa, đó chính là... Sợ! Chị nghĩ lúc này cần phải sợ rồi em à. Vậy chị làm cho cô bé sợ nha, chứ chị sợ lắm rồi nha. Trời ơi, cái bà này thiệt tình bà lanh quá. Từ bây giờ mà sợ cái gì? Bây giờ lúc cô bé phải đứng lên, phải nhục lên, phải trả lời với bà nội. Trời ơi, nợ máu phải trả bằng máu. Trời ơi, bây giờ nè mấy em cho coi nè, đây là thời cơ của chế. Mà nãy bà nội bà hỏi gì vậy? Trời, vậy luôn á hả? Làm cho dữ vô rồi giờ không biết, không nhớ làm sao. Cũng mệt, làm dữ mệt quá. Ai à, nhớ rồi. Nhớ. Nóng giận, bây giờ bé phải nóng giận lên. À, chết. Nội à, nội làm sao vậy? Con lớn rồi, nội để cho con sống với suy nghĩ của con được không? Con không thích những người xung quanh, con ghét họ. Trời ơi, Lộc, sao bữa nay con nạt nội vậy? Tôi chết rồi. Sợ, đây là lúc cần phải sợ. Không được, cô bé, không phải đến lúc sợ, cô bé cần phải vui. Không, chị nói bà nội cần phải sợ em. Đi hoài luôn á. Chị làm sao á? Sợ. Lộc, con có phải là cháu nội của nội đó không? Bà sợ. Con là một người khác rồi.
con là một người khác rồi Lộc ơi. Trời ơi, không có được, cái cảm xúc bây giờ nó căng thẳng quá, tất cả mọi thứ căng thẳng. Phải vui lên nè. Vui em. Nói coi mệt nổi quá. Nó không có đi mà kêu tao đi hoài, không có đi. Ở nhà vui hơn. Em này, vui kì vậy, phải chảnh lên. Con không cần những sự quan tâm của họ. Con không cần. Trời ơi, cái gì vậy? Sai quá, trời sai quá, sai tâm lý quá mấy bà ơi. Tự nhiên lúc này cái chảnh rồi vui lại gì. Lúc này người ta phải giận lên, nóng giận lên. Con xin nội mà. Nội ơi, nội đừng ép con phải làm thân với những người đó. Con không muốn, con không muốn, nội ơi, con không muốn. Phải vui, phải vui, phải vui. Không, không có vui cái gì, phải giận lên. Phải giận lên, phải giận lên chứ là phải giận lên em. Trời ơi, Lộc ơi, Lộc ơi, Lộc, nội nè con, nội nè con. Có chuyện gì vậy con, đừng làm nội sợ mà, nội nè con. Trời ơi, ai cứu cháu tôi. Nội nè con. Con là một đứa bé ích kỷ, không biết vâng lời. Nội không đọc được suy nghĩ của con, là lỗi của nội. Nội xin lỗi con. Là lỗi của con. Đó, mấy đứa thấy không? Đâu phải trong cuộc sống lúc nào mình cũng phải vui đâu. Mình cũng phải có lúc mình buồn chứ. Nhiều khi cái lúc buồn á, là cái lúc mà mình lắng lại, mình nhớ lại những ký ức. Trong đó có vui nè, có giận nè, có sợ, rồi có chảnh mình tự tôn mình lên nữa. Cái khoảnh khắc đó đẹp lắm. Chứ sao bắt nhỏ cười hoài được, đúng không? Nó cười hoài là nó bị khùng rồi. Chị hai, em xin lỗi chị. Tại vì em quá ích kỷ. Em mới dành bông hoa cảm xúc đó cho riêng mình. Tại vì em nghĩ là con người chỉ cần vui. Nhưng em sai rồi, em xin lỗi. Không có sao đâu, chị chỉ nói với em một câu thôi. Đánh răng thường xuyên đi, cái miệng của thúi như chị đó. Chị hai, sao chứ? Em thì sẽ không kêu chị là bà chị già nữa. Với lại em cũng bớt chảnh, bớt múa luôn. Đừng có múa nương đại nữa nghe chưa. Em múa dân gian nha. Tôi tán rồi. Chị à. Sao? Từ sau chuyện này, em đã rút ra một bài học. Tốt. Sau này em sẽ không xài khăn lạnh nữa. Mày có khùng không? Sau này em sẽ không đập khăn lạnh vào mặt các chị nữa. Con nhỏ sợ.
Trời ơi, mỗi lần nói là tôi hết oxy vậy đó hả? Dạ. Sao? Sau chuyện này em cũng biết được. Theo như người ta nói, showbiz. Mày nói là không có tình bạn nó đi, tao cho tao giật dây oxy mày liền á. Dạ. Trong cuộc sống phải có tình cảm thì mới có hạnh phúc. Đúng rồi. Rồi khi mà biết giận nè, biết chảnh nè, biết sợ nè, biết vui nè, rồi biết buồn nữa, thì lúc đó mới là hạnh phúc.